Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 35. Bánh trong 2 ngoài 8. Vì danh hiếu thảo của Hòa Thượng Giang Sa nên không những cảm động người tại gia đến cúng dường, thậm chí cả người xuất gia cũng đến cúng dường. Có một vị cư sĩ lớn tuổi tên Đường Ngọc Minh phát tâm mỗi ngày đem cơm cho Hòa Thượng. Lúc bấy giờ là mùa hè, gặp ngay lúc mưa dầm nên con đường lầy lội khó đi. Hòa Thượng thương cho vị lão cư sĩ đã lớn tuổi nên nói với ông rằng: trời mưa không ngừng như vậy, tới lui khó khăn lắm. Tôi ở đây còn thực phẩm khô, có thể dùng đến hơn 20 ngày. Ông đợi đến khi mưa tạnh hẳn rồi hả tới. Lão cư sĩ họ Đường tin là thật nên đợi đến khi trời ráo tạnh mới đem cơm tiếp. Lúc đó ông mới biết rằng Hòa Thượng đã ngồi thiền dụng công qua 23 ngày, chẳng có hộp cơm nào trong bụng. Hòa Thượng nói với ông ta: mỗi ngày chuyên tâm ngồi thiền nên tôi không cảm thấy đói. Hòa Thượng tu hành cái mà người không thể hành, nhẫn cái mà người không thể nhẫn, ăn cái người không thể ăn. Câu chuyện trong 2 ngoài 8 có thể thấy được phần nào về ngài. Hòa Thượng kể: lúc tôi thủ hiếu, còn có một sự việc tôi không biết là đúng hay không đúng nữa. Có người nói đúng, có người nói không đúng. Người nói đúng thì nói tốt, người nói không đúng thì cho là xấu. Là chuyện gì thế? Lúc đó trong thôn xóm có rất nhiều người đến cúng dường. Có người mua một chút cái này, có người đem tới một chút cái kia. Tóm lại đều là những thứ có thể ăn được và có thể mặc được. Lúc tôi thọ tang ở một phần, có vị gọi là tỳ kheo chỉ nhất. Chỉ là chữ đình chỉ, nhất tức là một cái, nghĩa đại khái cũng là một ngày chỉ ăn một bữa. Vị tỳ kheo này có thần thông lớn lắm. Thần thông gì? Có tài ăn. Thầy cũng ăn ngày một bữa, nhưng bữa ăn này gồm bao nhiêu thức ăn? Nếu đựng 10 cân ăn, 4,5 kg thức ăn trong tô, tức chén lớn, và thầy có thể ăn luôn 3 tô như vậy. Giả lại còn ăn nhanh chớp nhoáng nữa. Chắc thầy nghĩ tôi ở một phần không có thức ăn nên mới đem tới một thùng trong 2 ngoài 8. Tức bánh bao qua qua thảo của phương Bắc. Bởi khi nắng bánh bao này, người ta để 2 ngón tay cái ở bên trong, còn lại mỗi bên 4 ngón kia để ở bên ngoài. Cho nên bánh bao này còn gọi là trong 2 ngoài 8. Thế là mỗi ngày tôi ăn chừng 2 cái, đại khái cũng ăn khoảng 3 tuần mới hết. Lúc bấy giờ trời nóng oi bức mà tôi đã không để ý gì hết, nên không đem bánh ra ngoài hong gió hay phơi cho khô. Rốt cuộc cái bánh bao này bên trong, bên ngoài đều nổi mốc, cao dày khoảng 1 tấc rưỡi. Bánh bao bị hư mốc mèo đến thế, nếu đem vỏ đi thì sao? Đây là vật người ta cúng dường, hơn nữa là do thầy tỳ kheo đem tới. Trong khi đó tôi chỉ là một sa di. Còn nếu không bỏ đi thì rất khó ăn, vì nó vừa cay nồng vừa hôi thối. Từ đó tới giờ tôi chưa ăn qua thức ăn nào khó ăn như vậy. Bây giờ nhớ lại cái mùi vị đó là muốn ói rồi. Vậy mà lúc đó tôi chỉ ngắt bỏ chỗ nổi lông móc meo và ăn hết cái bánh bao hư kia. Có người đến thấy tôi ăn bánh bao móc meo này liền bảo tôi đừng ăn, nói ăn rồi sẽ bị bệnh chết. Tôi nói: sanh bệnh à? Cái gì gọi là bệnh? Thầy ở đây sanh bệnh thì làm sao mà tu hành chứ? Tôi nói: vậy chết thì càng tốt, huống chi là bệnh. Nhưng tôi ăn hết chỗ bánh móc đó cũng không bị bệnh, cũng không có việc gì xảy ra. Lúc đó tôi thật buông xả cả thân tâm, cho nên mới có thể ăn được cái không thể ăn như vậy. Tôi tin rằng lúc đó dù có cái gì có ăn cách mấy đi nữa, tôi đều có thể ăn được. Ha ha ha, 问什么的说。